Rồi tiếp đi các bạn. Nhà có một cái ổ này nữa nè. Cái ổ này lâu lắm rồi không quay cho các bạn xem. Cũng có vài clip rồi. Đây cái gốc của nó đây. Ổ này là ổ ghép ha, mua ở mấy cái tiệm cây á. Ổ ghép mà cũng không biết ổ gì, có thể là ổ nữ hoàng hay là ổ lê. Trái nó rất là ngon các bạn ha. Đây. Cái chậu trồng của nó là một cái xô nước. Một cái xô nước nhỏ thôi. Ít đất lắm. Mà cứ để vậy đó, không có chăm sóc gì nhiều hết á. Mà giờ cây ăn cho ba trái các bạn ơi. Đây nè. Trái này ăn được luôn rồi nè. Không biết phải ổ lê hay không ha. Giống như trang trí lê vậy. Có hai trái đây ha. Hai trái đây, thêm một trái đây nữa nè. Đó, trái đây thì cũng vậy luôn, cũng nhỏ vậy luôn. Lý do là cái chậu cây này nó nhỏ xíu à. Không rầy thì không có chăm sóc gì nó hết. Mưa gió bão bùng gì đó cũng để nó nguyên như vậy. Không bón phân, không có gì hết luôn. Cứ để vậy. Vườn tược thì cứ dọn dẹp mà, cứ cách ngày là dọn dẹp rồi. Còn cái này thì nó đầy chậu hết rồi, không có làm gì được hết. Đó, ở đây là có hai trái ha. Bên này đang có một trái nữa là ba trái nữa.